Đây là video hướng dẫn cái reset cái dòng option L3150 nha. Cái reset nó ta tải quick reset về nha, quick reset đang support download nha. Cái trang này em đúng nha, này, chứ mọi người đừng có tải cái trang mấy cái trang nhái của trang chính hãng này nha. Em chỉ cho mọi người nha. Rồi, người tải quick reset đúng không? Rồi mọi người vô cái trang này nè, Quickbot này, download này, đừng có vào cái trang quick.vn này nha. Cái trang em nó làm giống như cái trang chính hãng luôn mà sự nó không có đảm bảo nha. Đây nhấp vô cái trang dưới này. Đây nhấp vô trang dưới này nha. Sau chúng ta tải này, nếu cái máy của mình bản Windows thì tải bản này. Bản macOS thì tải bản này, còn Linux thì chúng ta tải bản này thôi. Sau khi tải về chúng ta cài đặt thôi. Ta bấm cài đặt net rồi chúng ta cài thôi. Sau khi cài xong thì chúng ta mở lên nha. Đây, mở lên nè. Cái này là đang hướng dẫn reset cho này. Rồi chúng ta mở phần mềm lên nha. Rồi. Nó mở lên chúng ta đợi một xíu nha. Mà ta có đến cũng sẽ có cách giảm nếu mà chúng ta tìm được mấu chốt của vấn đề. Điều quan trọng nhất bây giờ là vai giữ đó có được văn đầu tiên giữ suất hoàn hảo cho nó mất hạn hay không. Nó cũng nói thằng em đó người cũng không quan tâm cái gì đó, quan tâm tới thì sợ lại cho nên là muốn nói là để thay biết em đi trước khi đi anh cũng có cái linh tính là đến gặp em sẽ là thành công rồi. Bởi vì cái là nó tin phát đi mời ở lại nữa. Không gì nói biết là điều hành như thế nào đấy. Ba. Má cái gì? Ba. Một đêm nữa thì căng. Ba. Ba. Đó là sau lưng của nó cũng có. Mấy này mạng yếu quá, cả hai với mọi người đợi xíu nha. Ba. 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 Nhưng thực ra trong lòng tin luôn kín đầy những câu hỏi. Kết quả của cuộc gặp ba này trước đó có trả lời cho lần gặp này hay không? Nhưng hiện đang ở đây đã quay về với những thời chưa? Chúng có đồng ý sẽ cần lời dự cho công việc và sẽ đáp ứng và trực tiếp này hay không? Rồi, nó lên này thấy không? L3150 này. Đó. Chúng ta muốn kiểm tra reset thì chúng ta bấm vô đây. Rồi chúng ta thấy này 94% này nó sắp tràn bù đếm nha. Reset cái này cũng đơn giản thôi. Máy dòng mới này chúng ta nên chạy cái khay reset chính hãng thì nó đảm bảo cho chúng ta nha. Mỗi khay chỉ có 100.000 thôi, còn phần mềm ứng viễn thì 200, chúng ta xài ứng viễn. Khay ứng viễn thì 200.000 thôi. Để muốn reset cho nó thì chúng ta làm như sao? Để chúng ta kiểm tra coi nó lên 9 mấy % đến 100% là nó tràn nha. Chúng ta tắt đi. Chúng ta reset thì chúng ta bấm vô đây. Rồi, xong chúng ta nhập cái khay này vô. Rồi bây giờ tôi sẽ nhập khay vô xong chúng ta bấm ok là xong nha. Nha. Đó, cái này là reset nó đơn giản vậy thôi. Đó, reset dòng 3150 và 3155